Tiểu sử Nguyễn Thành Trung chùm ma túy HIV giai đoạn cuối và phút buông súng ra hàng vì mẹ. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Đây là những phút cuối cùng sau hơn 4 giờ cố thủ. Nguyễn Thành Trung bước ra khỏi xe, tay phải cầm lựu đạn, tay trái cầm súng. Nhiều lần Trung dơ súng lên đầu tính tự sát nhưng được khuyên can nên đã buông vũ khí đầu hàng. Cạn nước mắt câu nói, buông súng về với mẹ con ơi liên quan đến vụ phá chuyên án T1218 với tăng vật là 9 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp và bắt giữ 4 nghi phạm có súng cố thủ trong xe. Sau nhiều giờ vây giáp nghẹt thở, Nguyễn Thành Trung là tên ngoan cố nhất, cố thủ đến phút cuối. Để thuyết phục được đối tượng này, cơ quan chức năng đã đưa mẹ và dì của Trung tới hiện trường. Tuy nhiên Trung vẫn cố thủ trong xe. Mẹ của Trung liên tục choáng ngất xỉu và được sự chăm sóc của cán bộ y tế. Sau nhiều giờ kêu gọi, đối tượng Trung mới buông bỏ vũ khí đầu hàng. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của chủ ma túy. Tên thật Nguyễn Thành Trung, năm sinh 1985, quê quán xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Tiên án tiền sự 4 Nguyễn Thành Trung trước đây là một tay chơi bời, nghiện ngập. Trước đây Trung từng đi tù vì tội tàng trữ chất ma túy 12 năm. Trung vừa được mãn hạn tù cách đây hơn một năm. Sau khi trở về địa phương, Trung lại đi phiêu bạt khắp nơi, ít khi có mặt tại địa phương. Trung có vợ và một người con. Nhưng kể từ khi Trung vào tù thì người vợ của Trung cũng bỏ đi biệt xứ để lại đứa con nhỏ cho ông bà nội nuôi. Trung nhiễm HIV giai đoạn cuối, luôn mang theo súng và lựu đạn trong người. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 15 tháng 2, tại khu vực địa phận xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng đi ô tô có biểu hiện nghi vấn, vận chuyển trái phép chất ma túy, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên các đối tượng đã không chấp hành mệnh lệnh mà điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, bỏ chạy theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi xe chạy đến tuyến đường liên xã Lâm Giang thì bị lao xuống ruộng. Lúc này một số đối tượng đã cầm súng lựu đạn cố thủ dưới công nước. Ngay lập tức hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả các tuyến đường liên thôn lên thị trấn Phố Châu, Hương Sơn để tổ chức vây bắt nhóm đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán một số nhà người dân quanh khu vực đối tượng đang cố thủ. Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động phong tỏa tất cả các tuyến đường liên thôn, liên xã lên thị trấn Phố Châu để tổ chức vây bắt, đồng thời di tản một số nhà dân gần khu vực để đảm bảo an toàn. Theo giám đốc công an tỉnh, để bắt được đối tượng Nguyễn Thành Trung, kẻ ôm súng cố thủ trên xe, yếu tố then chốt dẫn đến thành công là sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với vận động thuyết phục có hiệu quả. Cảnh sát xác định đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung đang rút súng và liệu đạn đã mở chốt, cố thủ trên xe. Lúc này mẹ và di ruột của Nguyễn Thành Trung được đưa đến hiện trường để thuyết phục con buông súng. Qua loa phóng thanh, ba mẹ và di ruột hết lời khuyên bảo Trung hạ vũ khí. Mẹ đối tượng rụng rời nói trong nước mắt, buông súng về với mẹ con ơi. Tuy nhiên qua điện thoại đối tượng đã xin lỗi mẹ và một mực tìm đến con đường cụt mẹ và dì ruột của Nguyễn Thành Trung đành bất lực vì đối tượng tuyên bố sẽ tử thủ đến cùng. Các trinh sát đã tính đến phương án cuối cùng là nếu Trung nổ súng hoặc lựu đạn sẽ tiêu diệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Tiêu diệt Trung là việc không khó bởi các tay súng bắn tỉa. Với khẩu 750S1M2 cực kỳ chính xác đã vào vị trí, ống ngắm của các khẩu súng đã ngắm đúng vị trí Trung đang ở trong xe. Thế nhưng đại tá Lê Văn Sao giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hạ lệnh tiêu diệt vì ông không muốn cho gia đình đặc biệt là người mẹ đối tượng phải chứng kiến cảnh tượng đó. Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh gồm đại tá Lê Văn Sao, giám đốc, đại tá Đặng Hoài Sơn, phó giám đốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác vây bắt nhóm đối tượng ôm vũ khí nóng cố thủ. Sau khi cân nhắc, đại tá Sao tiếp tục thống nhất với các lực lượng vây bắt tổ chức thuyết phục Nguyễn Thành Trung Chính Đại tá Sao và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gọi điện thoại nói chuyện, gọi loa kêu gọi trung đầu thú, mở đường sống cho đối tượng. Trời tối dần, màn đêm buông xuống đen đặc. Để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng và đối tượng, lúc này các mũi tiến công đã sẵn sàng với xe thiết giáp, chó nghiệp vụ. Các tay súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí, sẵn sàng tổ chức phương án nghiệp vụ tiếp cận đối tượng khi có lệnh. Hệ thống máy phát điện, máy pha chiếu sáng cũng đã được lực lượng chức năng trưng dụng. Cùng đó, loa phóng thanh cũng liên tục kêu gọi vận động chung quy hàng với những lời lẽ chân thành, tình cảm từ tình thân và người thuyết phục. Đại tá Sao quyết định nối máy nói chuyện với Nguyễn Thành Trung bằng tình cảm chân thành. Alo, Trung à, bác là sao, giám đốc công an tỉnh đây. Cháu hãy bình tĩnh suy nghĩ, không làm điều dại dột Hãy buông vũ khí đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cháu sẽ còn có cơ hội gặp lại mẹ, con và những người thân trong gia đình. Làm lại cuộc đời, nếu cháu có hành động gì, cháu sẽ ân hận suốt đời. Các lực lượng của bác đã sẵn sàng, cháu sẽ không có cơ hội làm lại nữa đâu. Trung, cháu hãy bình tĩnh suy nghĩ. Và bên trong điện thoại, lời của đối tượng vọng ra. Cho cháu suy nghĩ vài phút. Thời gian nặng nề trôi qua, lúc này đại tá Đặng Hoài Sơn nối máy tiếp tục vận động đối tượng quy hàng. 19 giờ, cảnh sát phát lệnh bao vây. Cùng với lực lượng sử dụng vũ khí, lực lượng vận động đã dùng loa phóng thanh tuyên truyền vận động tác động tâm lý đối tượng. Trước khi quy hàng, Trung đứng dậy dí súng vào mình và muốn chầu trời cùng với tổ tiên. Trong phút giây đó có lẽ hắn lại nghĩ về người mẹ, cô con gái sau lời thuyết phục của lực lượng công an. Khoảng 15 phút sau khi được các trinh sát liên tục thuyết phục đã chạm đến trái tim lương chi của đối tượng. Sau khi châm lửa hút thuốc, sau những phút giây suy nghĩ toan tính, chúng đã tự nguyện ném khẩu súng tự chế, vứt lựu đạn, dao găm xuống ruộng dùng dây thun cột chặt quả lựu đạn đã tháo chốt. Sau hơn 4 giờ cố thủ, chúng bước ra khỏi xe, tay phải cầm lựu đạn, tay trái cầm súng do tay đầu hàng. Những người lính được phân công trực tiếp đối mặt với Trung nhanh chóng khống chế, dẫn giải đối tượng. Tất cả được an toàn tuyệt đối. Từ xa những bàn tay cầm súng sẵn sàng khi có lệnh của đồng đội đã nhường chỗ cho việc vỗ tay. Những âm thanh ngọt ngào hạnh phúc phá vỡ cái không gian yên ắng giữa cánh đồng ấy có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất sau hơn 4 tiếng đồng hồ vây giáp, vận động, thuyết phục đối tượng. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng tại chiếc bánh ô tô do Nguyễn Thành Trung ném xuống khi ra đầu hàng. Riêng chiếc xe Fortuner biển kiểm soát 81A17496 khi chạy tới bìa rừng thì dừng lại. Đối tượng nhanh chân chạy vào cánh rừng thuộc xã Sơn Giang, khi lực lượng truy đuổi, thì phát hiện một thanh niên đang từ dưới sông lên bờ nên đã bắt giữ. Tuy nhiên người thanh niên này không phải là đối tượng trong nhóm vận chuyển ma túy mà là nghi phạm trong một vụ án khác và cũng đang trên đường trốn chạy. Quá trình khám xét chiếc xe Fortuner biển kiểm soát 81A 17486, lực lượng chức năng thu giữ 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Do trời tối, vũ khí nóng được đối tượng Chung ném xuống khu vực ruộng nên để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường. Chờ trời, trời sáng mới triển khai dò tìm, cẩn thận lật từng cọng cỏ. Lực lượng chức năng đã tìm thấy khẩu súng với 9 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng. Quả lựu đạn đã được rút chốt, buộc lại bằng dây chun. Ngoài ra, lực lượng chức năng tìm thấy 7 con dao, các loại cùng nhiều tăng vật liên quan. Điểm đáng chú ý là trước đó Nguyễn Thành Trung còn đủ bình tĩnh đăng status vĩnh biệt cuộc đời này. Ân tình xin được cho Trung trả lại kiếp sau có lẽ biết trước khó thoát án tử nên hắn mới viết những dòng như vậy cuộc vây bắt nghẹt thở thể hiện sự sắc sảo về nghiệp vụ của lực lượng công an trong đó có công tác vận động thuyết phục đồng thời kẻ cố thủ cũng sớm tỉnh ngộ tránh một kết cục bi thảm như chùm ma túy nguyễn thanh tuân ở lóng luồng mặc dù tất cả các lực lượng đã sẵn sàng lên dây cót cho cuộc vây bắt trong những khoảnh khắc tưởng chừng như một mất một còn nhưng tất cả đều không phải thực hiện cái mệnh lệnh khốc liệt ấy tất cả được an toàn Đối tượng tâm phục khẩu phục là hiệu quả của việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự thành công của cuộc vận động thuyết phục, tình người, bản lĩnh nhân văn của lực lượng đối với tội phạm. Cuộc vây bắt đối tượng đã thành công, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án, đối tượng và nhân dân trên địa bàn. Những bước chân mọi người dường như nhẹ nhõm, mặc dù những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt những người công an nhân dân. Lúc này, chúng tôi thêm hiểu bản lĩnh nhân văn của những người lính trực tiếp đấu tranh phòng chống ma túy. Mở rộng điều tra, công an Hà Tĩnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng đều trú tại địa bàn huyện Hương Sơn. Quá trình khám xét nhà các đối tượng trên diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ sau. Cảnh sát thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí nóng. Đến 23 giờ 35 phút cùng ngày, các thủ tục được hoàn tất. Các đối tượng được đưa về trụ sở công an huyện Hương Sơn để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Bốn đối tượng vừa bị bắt giữ đều có mối quan hệ mật thiết với Nguyễn Thành Trung kẻ vừa bị bắt giữ cùng hai đồng bọn trong chuyên án T1218 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh xác lập triệt phá. Đặc biệt, Sơn chính là con gì của đối tượng Trung. Nguyễn Thanh Trung cười khẩy, lớn tiếng la hét, chửi bới sau án tử. Ngày 15 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Suốt 6 giờ của phiên xét xử, Trung từ đầu đến cuối đều phủ nhận mọi tội danh liên quan tới 30 cuộc gọi và các tin nhắn điện thoại trao đổi với Tuân liên quan đến việc mua bán món hàng. Chúng nói chỉ đang nhờ Tuân mua một chiếc xe máy cũ không có giấy tờ. Tuân ngược lại khai toàn bộ cuộc nói chuyện là về túi ma túy chứ không phải về một chiếc xe máy cũ như chúng nói. Tuân ban đầu khai không biết túi ni lông chung nhờ nhận của nhà xe là gì nên mới đồng ý. Sau khi hội đồng xét xử hỏi lại nhiều lần, Tuân thừa nhận đã biết đó là ma túy nhưng vẫn làm. Trong khi đó, chuyển 4 lần kêu an nói mình không mắc tội danh vận chuyển ma túy. Bị cáo chỉ đến nhận hàng, đưa tiền nhưng chưa kịp mang đi đâu thì bị bắt. Vận chuyển với cầm mang đi nó khác nhau. Một ngày trước khi xảy ra vụ án này, Hoàng bị bắt khi đang giúp chuyển đi giao 49 gam ma túy trên đường Ngọc Hồi. Tại nhà riêng, cơ quan điều tra phát hiện két sắt chứa 18 túi ma túy đá, tổng khối lượng 604 gam. Hoàng khai nhiều lần giao ma túy cho khách theo sự chỉ đạo của chuyển. Nguyễn Thành Trung có 3 tiền án, một tiền sự về tội danh trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Trước phiên xét xử, bị cáo đang bị tạm giữ tại Hà Tĩnh ở một vụ án khác, cũng liên quan đến tội danh mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Phi tòa đã làm rõ quan hệ xã hội. Đầu tháng 10 năm 2018, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Hữu Chuyển và Phạm Văn Tuân quen biết nhau và hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để tiêu thụ. Sau 7 giờ xét xử, Nguyễn Thành Trung, 33 tuổi, cùng đồng phạm Đỗ Hữu Chuyển, 28 tuổi, bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án tử hình. Phạm Văn Tuân, 28 tuổi và Vũ Đình Hoàng, 23 tuổi, lần lượt lĩnh án trung thân và 20 năm tù vì tội danh mua bán vận chuyển chất ma túy. Sau khi bị tuyên án mức cao nhất vì tội mua bán 1,37 kg ma túy, Nguyễn Thành Trung cười khẩy, lớn tiếng là hét, chửi bới và thề sẽ đi đòi công lý. Có các bạn, các bạn có suy ngẫm gì về những câu chuyện về cuộc vây bắt hồi hộp và sự liều lĩnh của chủ ma túy nguyễn thành trung ở hà tĩnh cùng để lại dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ở đăng ký và like để xem tiêu sử giang hồ mỗi ngày trên pkt